của mấy mươi năm trước hay của hôm nay, dù những thứ đã thay đổi nhưng có những thứ không đổi thay. Cần lao cần mai gặp bánh trưng như bánh tết vẫn là tín hiệu báo hiệu một tết đoàn viên, tết xung họp đã về với mọi nhà. Cuộc sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn vui lòng vì dịp Tết năm nay, những người dân vùng lũ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chính quyền và cộng đồng để họ có một cái Tết đầy đủ hơn. Tôi yêu cabin đậm đà hương vị quê hương, những giọt bánh cá cơm tinh túy cabin với độ đạm cao, thơm ngon tuyệt hảo. Nước mắm pha tiết cabin trăm năm danh tiếng đẳng cấp thượng hạng. Tôi chọn người yêu thương. Đừng đến anh em, đừng đến bạn bè, tôi đợi em về. Bàn chân quen quá, thảm ra mẹ vàng lại vững hoa. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, cũng mong đi em. Em ơi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có ông quay kem đâu, chỉ quay mỗi cụ thôi. Con ngồi lui trong bẩn áo kìa. Lui bà tường ra. Cái mà không được vứt như vậy đấy nhá. Cái mà để tao bố tôi nhá. Con này vỡ cái cốc ấy rồi. Cái cốc đựng nến rồi. Nó nóng quá đấy chứ. Các bạn em ơi. Ui. Chưa sang năm mới, còn 15 phút nữa mới sang năm mới cơ mà. À nè. Thế ở đây thì các cháu vẫn được tất cả. Thế mà Dung có thức hay là ngủ rồi? Hả? Tốt rồi. Thế chuyển lời của anh là gửi lời thì chúc các em này, các cháu này sang năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc. Thôi nha.
trời. Úi giời. Chết chết này còn cùng với ông. Kỳ quá. Thank you.